À, tập gì sao tập ta đã đổ như này đấy. Tao tập gì thì đấy. Thầy á, làm cái tập về vệ đấy. Trời mưa, kệ trời mưa, sao giờ mình bắt đầu kết vậy? Sao giờ mình chia thành 3 4 nhóm, 5 6 nhóm vậy? Rồi, đang chia nhóm tí đá bóng á. Nhưng mà là xử đúng anh. Là xử bao giờ là 7 thôn làng là ngồi chung nhậu với nhau. Là cái nhất, cái thứ hai nữa là nhậu với trời mưa vậy. Chắc cũng là thế gọi là đoàn kết đó. Nhưng mà bình thường là mưa là bỏ chạy hết rồi. Nhưng mà hôm nay là mưa mà vẫn còn đông như thế này là tuyệt vời, thành công. Ông tiên hôm nay là tụi em là gọi là chủ trì làm cái đây là mình phong trào thôi để giao lưu thôi. Nhưng mà tới giờ là em nói là thành công, tại vì anh em mình là không có một cái người qua tiếng lại để mình gây mất cái đoàn kết. Không, tức là mình không có hơn thu gì, ai mà xác định là vui là chính, là cái đó là cái thành công nhất của ngày hôm nay. Đúng rồi. Thì mà là công cảm ơn đoàn á. À, thì tụi em sẽ cố gắng là trên cái cơ sở này tụi em sẽ cố gắng là bây giờ là trước mắt là tụi em sẽ là cứ 3 tháng mình làm lần vậy. Đấy, để cho anh em mới có cái sân chơi. Bây giờ em nói là cứ điện thoại quán game biết là rồi. Không. À, mình tạo cái sân chơi rồi anh em giao lưu, ví dụ như biết nhau rồi, ví dụ như trong giày làm kinh tế rồi anh em rồi cứ nói qua nói lại rồi giúp nhau rồi phát triển đó. Nó hay, nhiều cái hay, biết nghe lại biết người kia đó đó, đó. Ừ. Ý của em là như thôi, cảm ơn á. Bây giờ là mình phải kiểm điểm những anh nào mặc áo mưa. Đúng không? Xé đi. Phê bình, đúng rồi, mà gọi là phê bình. Rồi, chưa có nước. Để môi đây.